chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, chiều tối qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đến thăm trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo dân tộc thiểu số trong các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã luôn ủng hộ đồng hành cùng với thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong đợt phòng chống dịch Covid-19, Hà Nội đã ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh 75 tỷ đồng. Số kinh phí này được dùng để chăm lo cho các cháu mồ côi do Covid-19. Ông cũng thông tin về các hoạt động tiêu biểu mà thành phố đã tổ chức để tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo, dân tộc, đại biểu nhân sĩ, trí thức xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với chức sắc, chức việc, các tôn giáo. Thông qua các hoạt động đã tạo sự gắn kết, thấu hiểu, chia sẻ để cùng xây dựng và phát triển thành phố. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chia sẻ những kết quả nổi bật trong chuyến công tác tuyên truyền vận động, tập hợp những trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo, như có gần 1.900 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường các cấp, tổ chức một năm hai kỳ vận động chức sắc, chức việc, hiến máu nhân đạo, tham gia công tác an sinh xã hội. Bà cũng cho biết chuyến đi này được tổ chức trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ chuyến hành trình kết nối của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào tháng 8 năm 2023. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng đã có buổi tiếp ông Tốt Giang, thành viên Đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ bang Indiana ở Thượng viện Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng bày tỏ vui mừng khi ông Todd Young cùng đoàn đến thăm thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế của khu vực và cả nước. Thành phố đã trải qua nhiều giai đoạn và bây giờ cần chuyển mình một cách mạnh mẽ để thay đổi nền kinh tế thành phố, đặc biệt là theo hướng tăng trưởng xanh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoàng cho biết vừa qua đã gặp gỡ 20 doanh nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ đang đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, chứng tỏ Hoa Kỳ cũng rất quan tâm đến lĩnh vực này. Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn nhân lực lớn cùng với những chính sách mới được ban hành, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ, bang Indiana về lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, y tế, y dược, giáo dục và các lĩnh vực kinh tế khác. Thượng nghị sĩ Todd Young cũng chia sẻ về các thế mạnh của bang Indiana, mong thời gian tới có thể làm cầu nối để thành phố Hồ Chí Minh và bang Indiana có cơ hội giao lưu và hợp tác nhiều hơn để cùng phát triển kinh tế. Bang Indiana có nhiều trường đại học lớn đào tạo về các ngành công nghệ cao, y tế, nông nghiệp. Đây sẽ là môi trường tốt để sinh viên, giảng viên từ Việt Nam có thể đến để trao đổi kiến thức và nghiên cứu các lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành 35 trên 38 chỉ tiêu năm. Đây là những kết quả nổi bật mà quận 1 đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận 1 có bước phát triển rõ nét cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận 1 đạt 10,17%, tổng thu ngân sách đạt hơn 16.700 tỷ đồng, đạt 105% dự toán năm. Các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý xây dựng, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng đạt 97,46% kế hoạch năm. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả đề án phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các công trình thi đua và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, khu vực trọng điểm khó khăn. Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt giao lưu đội viên thanh niên xung phong các thời kỳ nhân kỷ niệm 48 năm xây dựng và phát triển với chủ đề Thanh niên xung phong, đồng đội một thời và mãi mãi. Những cựu thanh niên xung phong đều xúc động và tự hào khi nhớ lại cuộc xuất quân của hơn 1 vạn thanh niên thành phố trong đội hình thanh niên xung phong vào ngày 28 tháng 3 năm 1976.
một bốc son của phong trào thanh niên thành phố. Họ đã ra quân đến những vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nơi rừng núi gian khổ để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới, làm giàu đẹp quê hương, đất nước. Năm 76, chúng tôi và các bạn còn trẻ lắm. Tham gia vào tổ chức Thanh Niên Phong, nó là một cái bước ngoặt để mình cống hiến, mình rèn luyện và mình hy sinh để mình trưởng thành. Và trong 21 năm ở Thanh Niên Phong đó thì tôi cùng với các bạn cũng lên rừng, xuống biển đi xây dựng vùng kinh tế mới cho bà con mình. Rồi cũng tham gia ở chiến trường biên giới Tây Nam. Và ngày hôm nay là ngày không phải vui của tôi, vui của tất cả các bạn. Dù tuổi 70-80 đó nhưng mọi người cảm thấy rất là rạo rực, tưởng như là mình còn tuổi 20 á. Tiếp bước thành quả của các thế hệ thanh niên xung phong đi trước, thế hệ hôm nay kế tục truyền thống, không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giữ gìn màu cờ sắc áo thanh niên xung phong. Ngày nay, đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh, màu áo xanh cũng dần trở nên quen thuộc thông qua các hoạt động công ích mà thanh niên xung phong thực hiện. Hai nhiệm vụ mà thanh niên phong hiện nay đang tham gia cùng thành phố trên công tác xã hội là có một cái trung tâm giáo dục thường xuyên để dạy nghề cho người cai nghiện, rồi bốn đơn vị là làm công tác cai nghiện ma túy. Mặt trận thứ hai là nhiệm vụ công ích với các nhiệm vụ như là giữ xe, trật tự giao thông, rồi quản lý các bến phà và chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ. Thì thanh niên xung phong đã ứng dụng các công nghệ vào trong công việc của mình để từng bước nâng cao hơn nữa cái chất lượng hoạt động. Công việc hiện tại của mình là tham mưu về hồ sơ dạy nghề cho các bạn là học viên cai nghiện, đóng góp được một phần nhỏ trong cái công tác giống như là đồng hành cùng với các bạn trong việc mà cho các bạn học nghề cũng như là học xóa mù chữ, không phải vướng vào ma túy nữa, cố gắng phát huy thêm trong mọi thanh niên xung phong hiện tại để đóng góp một phần công sức nhỏ cho lực lượng thanh niên xung phong nói riêng và cũng như cho thành phố nói chung. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được công tác trong cái môi trường này và thực sự là đây là một đơn vị rất là nghĩa tình và đúng như cái truyền thống là thanh niên xung phong đồng đội một thời và mãi mãi. Năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Trong không khí tưng bừng và đầy tự hào của tháng thanh niên, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng khẳng định tài năng và sức cống hiến bằng các công trình và phần việc cụ thể để vươn xa và hội nhập quốc tế. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Regeneron ICF vừa qua tổ chức tại Mỹ, mô hình robot 4 chân hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ người trong vùng bị sạt lở của học sinh Lê Minh Đức đạt giải đặc biệt do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID trao tặng cho dự án khoa học kỹ thuật mang tính thiết thực về ứng dụng trong vùng thiên tai. Làm thế nào để tăng cường và bảo vệ sức khỏe não bộ của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương đã đề xuất phần mềm Brain Analytics, phân tích hình ảnh MRI sọ não người, chẩn đoán bệnh Alzheimer chính xác, tự động trên cơ sở dữ liệu ADNI Mỹ với độ chính xác 96%. Với thông điệp tạo ra một làn sóng bảo vệ môi trường bằng hành động thu gom rác dưới kênh rạch, biệt đội Sài Gòn Xanh liên tục được vinh danh ở các hạng mục truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là tác động tích cực trên các nền tảng số. Dẫn thân và thử thách bản thân ở các lĩnh vực khó nhằn, các gương mặt trẻ tiêu biểu không ngừng nỗ lực, ghi đậm dấu ấn và hơn hết là cống hiến cho cộng đồng. Qua những cái câu chuyện em thường đọc được trên mạng và những cái câu chuyện về những cái thiên tai mà đất nước mình đang phải chịu phải, nó càng thao thức em và giúp cho em hoàn thành cái dự án được tốt hơn. Nếu như mình từ bỏ cái con đường này thì không biết là ai sẽ thực hiện nó. Tại vì cái ngành thần kinh học ở Việt Nam, nhất là đối với nghiên cứu thì thực sự cũng còn rất là ít người tham gia. Mong muốn là trước mắt thì Sài Gòn Xanh sẽ dọn sạch cái thành phố Hồ Chí Minh của mình và đằng sau đó thì sẽ lan tỏa những cái mô hình này cho các tỉnh lân cận và toàn quốc. Thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 của Quốc hội, trong những năm qua, từ các cấp bộ đoàn, hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đoàn sở Mường Thông là có nhiều hoạt động ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong các hoạt động chuyên môn và gắn với công tác đoàn. Thứ nhất đó là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong các nội dung mà triển lãm tuyên truyền về sự kiện chính trị. Thứ hai, xây dựng hoạt động trải nghiệm mà phù hợp với lại từng đối tượng khác nhau. Thế hệ trẻ có điều kiện thuận lợi là được sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh, được tiếp cận kế thừa nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới, là thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan. Đại úy bác sĩ Đinh Quang Hồng chia sẻ, để hội nhập quốc tế thì tính cởi mở và ngoại ngữ là chìa khóa quan trọng.
thì tôi cũng trau dồi ngoại ngữ, vì tiếng Anh thật sự là một cái chìa khóa để mình kết nối với thế giới bên ngoài. Thực hiện nghị quyết số 98, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt. Sự hỗ trợ quan trọng nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể dành cho các nhóm đổi mới sáng tạo là tạo điều kiện cho họ tham gia phát triển các sản phẩm của mình vào giải quyết những dự án của thành phố. Tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia ngày 28 tháng 3, đa số ý kiến tại cuộc họp đồng tình đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Bỏ độc quyền vàng miếng cũng là điều kiện để sau này cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, vì cho doanh nghiệp sản xuất mà không có nguyên liệu thì cũng không có tác dụng. Các chuyên gia cũng cho rằng bỏ độc quyền nhưng không thả nổi sẽ giúp cho thị trường vàng minh bạch hơn, giữ vững chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế, giảm chênh lệch giá vàng sẽ giúp cho kim loại này bớt ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô. Bộ Công Thương cho biết hiện nay giá xăng dầu là mức giá tối đa do nhà nước công bố, định kỳ dựa trên công thức giá xăng dầu cơ sở. Theo cơ chế này, nhà nước ban hành tiêu chí công thức tính giá, thông số tính toán giá, can thiệp quá sâu vào quyết định giá của doanh nghiệp. Do vậy, trong dự thảo mới lần này, Bộ Công Thương đề xuất giảm hẳn sự can thiệp của các cơ quan nhà nước. Cụ thể, nhà nước công bố giá thế giới bình quân 15 ngày, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu căn cứ các yếu tố cố định như thuế các loại được quyền cộng thêm các khoản chi phí định mức đã được quy định để công bố giá bán xăng dầu trên thị trường. Việc doanh nghiệp xăng dầu tự công bố giá thay vì nhà nước điều hành theo kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường xăng dầu cạnh tranh và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng thi công cho các dự án. Sự quyết liệt này nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2024 của thành phố. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết quý 1 năm 2024, dự kiến toàn thành phố giải ngân được 5.635 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 7,1%. Sở sẽ tiếp tục ra soát làm rõ cụ thể từng dự án cần phải đẩy nhanh thủ tục để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị các quỹ nhà đất để phục vụ bồi thường, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là sớm hoàn thiện thủ tục trong bồi thường và giải phóng mặt bằng. Tin thế giới ngày 29 tháng 3, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao phụ trách lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah. Theo hãng tin Reuters, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã hạ sát Ali Abed Aksan Naim trong đợt không kích khu vực Bazuriye của Liban. Được biết, người này là chỉ huy chuyên trách quả lực tên lửa mang đầu đạn hạng nặng của phe Hezbollah. Phía Hezbollah cũng xác nhận một trong những tay súng của họ mang tên là Naim đã tử vong do trúng phải quả lực của Israel. Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ địa điểm cũng như thời gian tiến hành vụ không kích. Tel Aviv từng cáo buộc nhân vật Naim này chịu trách nhiệm tiến hành và lên kế hoạch tấn công nhằm vào người dân Israel. Ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine và người đồng cấp Ấn Độ đã có cuộc gặp tại thủ đô New Delhi, nơi cả hai nguyên thủ đàm phán về khả năng tăng cường quan hệ song phương. Trong chuyến thăm 2 ngày tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ấn Độ và Ukraine vốn dĩ đã là bạn bè, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều mà chúng ta có thể làm và nên làm, không chỉ vì lợi ích của hai quốc gia, mà còn vì lợi ích của sự phát triển và an ninh toàn cầu. Ông Kuleba cho rằng Ấn Độ sẽ có lợi ích đáng kể từ việc mở rộng mối quan hệ thương mại và công nghệ với Ukraine. Ông cũng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho các công ty Ấn Độ trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh. Bên cạnh đó, Ukraine hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo thế giới trong thời gian tới mà không có sự tham dự của Nga để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Kiev, trong đó có yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Ô nhiễm không khí là vấn đề đáng báo động hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, mà cao nhất là Nam Á. Đây cũng sẽ là nội dung của chuyên mục Nhìn ra thế giới ngay sau đây. Thưa quý vị, tuần trước tổ chức giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ đã công bố báo cáo cho thấy các nước ở khu vực Nam Á đang là nơi báo động về tình trạng ô nhiễm không khí. Trong số 100 thành phố ô nhiễm nặng nhất thế giới thì hầu hết là tại Nam Á, trong đó chỉ riêng Ấn Độ đã có 83 thành phố.
Báo cáo đã xem xét cụ thể về mức độ bụi mịn PM2.5, chất gây ô nhiễm nhỏ nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, dựa trên số liệu từ 30.000 trạm quan trắc trên thế giới. 83 thành phố thuộc Ấn Độ đều có nồng độ PM2.5 cao gấp 10 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Begusarai, thành phố với nửa triệu dân nằm ở bang Bihar phía bắc Ấn Độ, là nơi ô nhiễm nhất thế giới trong năm 2023, với nồng độ PM2.5 trung bình là 118,9 microgram trên mỗi mét khối, cao gấp 23 lần tiêu chuẩn 5 microgram trên mỗi mét khối của WHO. Trong khi đó, thành phố New Delhi vẫn giữ vị trí thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp. Trong suốt năm 2023, New Delhi luôn phải vật lộn với chất lượng không khí nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí tại một số khu vực của thành phố có lúc vượt quá 600, tức là rất nguy hại cho sức khỏe, trong khi mức an toàn chỉ từ 0 đến 50. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, khoảng 96% dân số Ấn Độ đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, còn ở nước láng giềng Pakistan là 93%. Chỉ riêng hai nước này đã có 1,5 tỷ người đối mặt với ô nhiễm không khí mức độ cao. Đúng là WHO nhận định, ô nhiễm không khí là kẻ giết người thầm lặng. Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, bệnh nhân bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn, khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan đến ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí kém cũng có thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu, chậm phát triển, chậm tăng trưởng ở trẻ em và thậm chí tử vong. Không những là vấn đề về sức khỏe, đây còn là tổn thất cho nền kinh tế, với con số ước tính hàng năm lên tới 10% tổng sản phẩm quốc nội GDP của các nước Nam Á. Nam Á đang trở thành điểm nóng toàn cầu về ô nhiễm không khí. Nguyên nhân chính của tình trạng này là hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông. Nhưng ngoài ra cũng có những vấn đề chỉ có ở Nam Á. Xu hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng, phát triển kinh tế cùng sự tăng trưởng dân số ở mức cao đã góp phần làm giảm chất lượng không khí ở Nam Á, đặc biệt là các đô thị. Theo ước tính, tại các thành phố Nam Á, mức độ ô nhiễm không khí dạng hạt hiện nay cao hơn 50% so với đầu thế kỷ này và đang phủ bóng lên những mối đe dọa khác đối với sức khỏe con người. Công nghiệp hóa, đô thị hóa với mức độ tập trung cao đòi hỏi tiêu thụ nhiều điện và các nhiên liệu hóa thạch. Đây là nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm. Cũng như hầu hết các nước khác, các nguồn phát thải công nghiệp và khí thải xe hơi là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm tại Ấn Độ, Pakistan hay Bangladesh. Tuy nhiên, ở khu vực này còn có một nguồn phát thải lớn nữa là từ việc đốt các loại nhiên liệu rắn để nấu ăn, sưởi ấm, hỏa táng người chết và đốt chất thải nông nghiệp. Ví dụ, trong mùa đông năm 2023, khoảng 38% lượng ô nhiễm ở New Delhi, Ấn Độ là do đốt rơm rạ sau thu hoạch. Việc đốt rơm rạ dọn sạch ruộng đồng của nông dân ở các bang lân cận là Punjab và Haryana đã khiến không khí ở New Delhi bị ảnh hưởng nặng nề vì khói mù. Việc gia tăng phương tiện giao thông tại các nước Nam Á cũng góp phần khiến chất lượng không khí đi xuống. Tại Ấn Độ và Pakistan, số lượng ô tô, xe máy tăng gấp 4 lần kể từ đầu những năm 2000. Thành phố New Delhi, thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp, có số lượng phương tiện cao 472 chiếc trên 1.000 dân, ước tính khoảng 8 triệu phương tiện chạy trên đường mỗi ngày tại thành phố này trong năm 2022. Có thể thấy ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng trong những năm vừa qua, và chính phủ các quốc gia Nam Á đã triển khai một số biện pháp để làm giảm tình trạng này. Tại Ấn Độ, từ năm 2019, nhiều máy lọc không khí khổng lồ đã được lắp đặt tại các giao lộ đông đúc ở thủ đô New Delhi. Hơn 500 vòi phun nước, hơn 200 súng chống bụi đã được triển khai trên khắp thủ đô và các vùng lân cận để giảm ô nhiễm không khí. Ngoài ra, nhà chức trách New Delhi còn giảm việc sử dụng xe cá nhân thông qua việc phân loại biển số chẵn lẻ. Kế hoạch này được thực hiện trong một số giai đoạn ô nhiễm lên đến đỉnh điểm, mà gần nhất là tuần lễ từ ngày 13 đến 20 tháng 11 năm 2023. Tại Bangladesh, Bộ Môi trường nước này đã thực hiện các chương trình quy mô lớn, bao gồm phá dỡ hàng trăm lò gạch bất hợp pháp trên cả nước. Các công ty ở phía Nam và Bắc thủ đô Dhaka được đề nghị tưới nước trên đường phố trong mùa khô để giảm bớt bụi thô. Tại Pakistan, năm ngoái thành phố Lahore đã sử dụng mưa nhân tạo để chống ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, các nước cũng có những kế hoạch quản lý chất lượng không khí, lắp đặt thiết bị giám sát ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng các loại nhiên liệu sạch hơn. Nhìn chung, các nước Nam Á đã thực hiện nhiều biện pháp làm giảm ô nhiễm không khí, nhưng các nỗ lực vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt.
Các chuyên gia cho rằng vấn đề nằm ở sự thiếu phối hợp trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm liên vùng giữa các địa phương trong nước và cả giữa các quốc gia. Các nghiên cứu cho biết các hạt gây ô nhiễm có thể di chuyển hàng trăm km nhờ gió, vượt qua biên giới quốc gia và tác động đến các quốc gia khác. Ví dụ khoảng 30% ô nhiễm tại các thành phố lớn nhất của Bangladesh bắt nguồn từ Ấn Độ. Chúng được các luồng gió di chuyển theo hướng Tây Bắc sang Đông Nam mang đi, tạo nên gánh nặng về ô nhiễm cho Bangladesh. Do đó, giải pháp cho vấn đề ô nhiễm tại Nam Á nằm ở sự phối hợp giữa các địa phương trong cả nước và ở quy mô xuyên quốc gia. Tuy nhiên, với những căng thẳng hiện tại giữa Ấn Độ và Pakistan thì rất khó để thảo luận về khả năng này, ít nhất là trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia môi trường, để giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm không khí, các nước Nam Á cần nhiều giải pháp tổng thể từ vĩ mô đến các hành động ở cơ sở, bên cạnh ý chí chính trị và phối hợp ở nhiều cấp độ khác nhau. Ngoài ra, việc giám sát hạn chế ô nhiễm phải mở rộng sang các lĩnh vực mà cho đến nay vẫn còn ít được quan tâm như nông nghiệp và quản lý chất thải. Ví dụ, để hạn chế việc đốt gốc rạ sau thu hoạch, chính phủ có thể trợ cấp cho nông dân để họ mua được các loại máy thu hoạch tốt hơn. Ấn Độ đã bắt đầu đưa ra những ưu đãi như vậy, nhưng sự dịch chuyển vẫn còn hạn chế do chi phí mua các loại máy móc còn cao, trong khi người nông dân phải chờ đợi rất lâu nếu muốn thuê chúng. Thưa quý vị, có thể nói rất nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí đã được đặt ra. Nhưng cho đến nay, cuộc chiến chống lại sát thủ thầm lặng này ở Nam Á vẫn còn rất nan giải. Các chuyên gia cho rằng không tồn tại một giải pháp hoàn hảo nào để có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí, mà cần nhiều giải pháp ở các cấp độ và các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, giải quyết ô nhiễm không khí cần gắn với chống biến đổi khí hậu, bởi cả hai vấn đề này đều có liên quan đến các loại khí ô nhiễm mà con người đang tạo ra. Chuyên mục Nhìn ra thế giới cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2024-2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện và Thành phố Thủ Đức ra soát đề xuất bổ sung danh mục các dự án phát triển công viên công cộng để tập trung thực hiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức rà soát đề xuất bổ sung danh mục các dự án phát triển công viên công cộng để tập trung thực hiện hoàn thành, ưu tiên cân đối vốn để thực hiện các dự án phù hợp quy hoạch và có điều kiện thuận lợi về mặt bằng, rà soát thống kê bổ sung các công viên công cộng trên địa bàn thành phố, bao gồm các công viên được đầu tư và khai thác, vận hành bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách. Đồng thời nghiên cứu lập đề án chỉnh trang, khai thác, sử dụng hiệu quả không gian công viên, tập trung nguồn lực để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án công viên công cộng trên địa bàn thành phố, nghiên cứu thí điểm một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ tại các công viên công cộng như lắp đặt máy bán hàng tự động, mô hình vui chơi, vận động. Khoảng 40% người Việt trên 50 tuổi mắc bệnh trĩ, trong đó nhiều người khám ở giai đoạn trễ, bỏ lỡ cơ hội trị khỏi bằng thuốc mà phải phẫu thuật, dễ tái phát. Thông tin được chia sẻ từ hội thảo điều trị trĩ với phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser do Bệnh viện Bình Dân vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thống kê ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh trĩ ở người Việt tương đương với thế giới. Bệnh thường gặp ở người cơ địa táo bón, chế độ ăn không hợp lý, ít vận động, ngồi lâu, dư cân béo phì, bệnh lý nền như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, phụ nữ mang thai. Bệnh trĩ đó là cái bệnh ở cái vùng nó hơi tế nhị, cho nên người ta thường thường người ta ít có muốn bộc lộ. Vì cái lý do đó đó thì thường thường người ta tới bệnh viện ở trong cái giai đoạn trễ, cái bệnh nó đã diễn biến nhiều, tức là về chuyên môn thì nó thuộc về giai đoạn 3 và giai đoạn 4 và thậm chí có những cái biến chứng rồi. Hai phương pháp phẫu thuật trĩ ít xâm lấn được áp dụng nhiều hiện nay là tạo hình mô trĩ bằng laser và phẫu thuật khâu treo trĩ Longo. Bệnh viện Bình Dân đã nghiên cứu trên 830 người bệnh trĩ từ năm 2016 đến năm 2022, trong đó 398 người được tạo hình mô trĩ bằng laser và 432 người phẫu thuật Longo. Kết quả ghi nhận cả hai nhóm đều giảm triệu chứng, mức độ đau hậu phẫu và chảy máu sau mổ không khác biệt. Tuy nhiên, phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser có tỷ lệ tái phát thấp hơn, thời gian mổ và lượng máu mất trong phẫu thuật ít hơn. Xử lý trĩ bằng laser đó thì nó là một cái phương pháp nó nằm trong cái trào lưu mới là cái phẫu thuật ít xâm hại. Mình dùng cái năng lượng laser đó thì nó tương đối nó chính xác, thì mình có thể kiểm soát được và mình xử lý bưu trĩ được nó dễ dàng, nó tốt hơn. Lúc đầu người ta chỉ dùng ở trĩ độ 2, độ 3 thôi. Nhưng mà về sau này khi người ta ứng dụng đó thì người ta thấy cái sự ưu việt của nó, thì người ta có thể ứng dụng vào những cái trường hợp độ 4.
Nếu bị trĩ ở giai đoạn 1 hoặc 2, chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt và dùng thuốc thì có thể điều trị hết. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường. Với chủ đề Nước cho hòa bình, Ngày Nước Thế giới năm nay tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của các quốc gia. Trên tinh thần đó, công ty AB InBev Việt Nam phối hợp cùng với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức buổi hội thảo Yêu nước sạch, hành động xanh cho các nhân viên AB InBev. Với những chia sẻ đến từ các khách mời về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng nước tiết kiệm đúng cách, từng nhân viên AB InBev hiểu rằng nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và mọi người dân đều có quyền tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch, an toàn, không chỉ trong sản xuất mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Thì tôi đánh giá cao cái việc tổ chức những cái hoạt động này. Ban đầu thì chúng ta sẽ là nâng cao nhận thức để từ đó là hình thành thói quen để là bảo vệ hợp lý cũng như là sử dụng tiết kiệm cái nguồn tài nguyên quý giá này. Đây là những cái hoạt động tôi thấy rất là thiết thực mà không phải là công ty nào cũng là quan tâm. AB InBev là công ty sản xuất bia được hơn 700 năm và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động thêm 700 năm nữa. Để làm được điều đó, tính bền vững là mục tiêu quan trọng trong chiến lược ESG của chúng tôi, vì đây là sản phẩm tự nhiên, mang tính toàn diện và mang tính địa phương, nên chúng tôi phát triển mạnh khi cộng đồng của mình phát triển. Một trong những trụ cột chính trong chiến lược bền vững của chúng tôi chính là quản lý nguồn nước. Chúng tôi tổ chức hội thảo này vì khan hiếm nước thực sự là một trong những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết khi biến đổi khí hậu đã bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới. Bên cạnh chương trình hội thảo, công ty AB InBev cũng tổ chức nhiều hoạt động tăng tính tương tác, tạo sự gắn kết các nhân viên trong công ty. Từ một trò chơi diễn xướng dân gian tưởng như đã thất truyền, thì nay bài chòi của Hội An đã thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Có được thành công ấy là do 25 năm qua, địa phương luôn trân quý, gìn giữ và phát huy loại hình dân ca này. Để bài chòi tiếp tục lan tỏa trong đời sống, đặc biệt là thế hệ trẻ, mới đây tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai về thí điểm đưa bài chòi vào trường học. Nhiều năm qua, ngành văn hóa Hội An đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo mở lớp dạy hát dân ca bài chòi cho học sinh, lồng ghép trò chơi diễn xướng này vào các chương trình sự kiện diễn ra tại trường học. Đây là cách để địa phương lưu truyền, thắp lên tình yêu nghệ thuật dân ca xứ Quảng cho thế hệ trẻ. Lớp học bài chòi rất là bổ ích, giúp cho chúng con phát triển những kỹ năng, không những thế thì có thể trau dồi thêm tình yêu quê hương đất nước của chúng con. Bởi vì là trong các bài chòi thì có những cái bài hát về Hội An quê hương của chúng con, và sau này khi mà con lớn lên thì con muốn là quảng bá về bài chòi đến với cả bạn bè trên thế giới. Là loại hình diễn xướng dân gian, dễ chơi và rất gần gũi với trẻ nhỏ, nên khi đưa bài chòi vào trường học, các em học sinh đã rất hào hứng đón nhận. Học những cái làn điệu dân ca bài chòi các em rất là đam mê. Khi mà nghe những cô thầy mà hát những cái làn điệu dân ca bài chòi các em rất là thích. Bởi vì là dù sao đi nữa thì các em cũng đã có nghe đâu đó là những cái làn điệu dân ca bài chòi và các trò chơi bài chòi. Chỉ là khi mà các em nghe nói là hôm nay chúng ta sẽ học những cái làn điệu hô hát bài chòi thì các em rất là vui và rất là đam mê. Khi ngồi hát thì hát cũng rất là say sưa. Hiện nay Hội An cũng là cái địa phương mà phát huy cái giá trị bài chòi rất là tốt. Thông qua việc cái tổ chức cái trình diễn bài chòi hàng đêm. Hội đồng dân tỉnh cũng vừa mới ban hành cái nghị quyết về bảo tồn, phát huy cái nghệ thuật bài chòi. Trong đó đã ban hành nhiều cái cơ chế chính sách cho cái nghệ nhân, rồi cho cái công tác bảo tồn, công tác truyền lưu đối với các cái làn điệu bài chòi cho các cái thế hệ mai sau. Giờ đây, bài chòi không còn bó hẹp trong không gian đình làng mà đã biến tấu và diễn xướng ở những sân khấu lớn, giao lưu với nhiều nước trên thế giới. Tại Hội An, trò chơi này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu hàng đêm, là điểm nhấn trong việc phát triển du lịch địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.